Tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 14 tháng 2 tại đường Cầu Giấy ở tại Hà Nội, ở quận Cầu Giấy. Toàn bộ quá trình sự việc đã được camera hành trình và ô tô phía sau ghi lại. Theo đó, thì một phụ nữ đang ôm con để qua đường, trong khi chiếc ô tô ghi lại sự việc đã chủ động dừng hẳn xe, bật đèn khẩn cấp để nhường cho người phụ nữ bế trẻ nhỏ. Thì đột nhiên một chiếc xe máy lao nhanh tới đâm mạnh khiến hai mẹ con ngã lăn xuống phố như quý vị và các bạn đang thấy vụ việc nhanh chóng được đăng tải trên các trang diễn đàn mạng xã hội và nhận không ít bình luận của cư dân mạng bên cạnh việc chỉ ra nguyên nhân của vụ va chạm xảy ra là do người điều khiển xe máy phóng quá nhanh và đi sai làn đường quy định nhiều ý kiến cho rằng bà mẹ trong tình huống nói trên cũng có lỗi sai khi không qua đường ở khu vực có vạch vôi khi di chuyển cũng không quan sát kỹ lưỡng và đi chậm lại không ít lời cảnh báo cũng được gửi tới các ông bố bà mẹ trong việc di chuyển trên đường đặc biệt là khi đi với con nhỏ của mình là cần phải cẩn trọng